Thì đúng vậy á, nấu khéo lắm mới được vậy á. Mấy giờ ở nhà nấu á, lúc nào cũng mấy cái nhỏ mấy giờ nè. Yeah.
Ngủ chết mà chết hết rồi. Không á, thôi làm đi, quyết định đi. 5 năm mới ngủ thì của ai vậy đó. Chương trình Góc Vui Văn Nghệ chiều hôm nay chào đón Cha Bình tới với chúng con thì có một bài hát rất là nhỏ nhỏ. Về đâu mái tóc người thương, cha thương con cha mới tới với con. Bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sân khê. Ngày đi mắng em xanh biển sâu, mắng tôi rừng rừng sầu. Lặng nghe tiếng pháo, tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xõa bên rèm, lầu vắng không người xong khép kín. Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Trong cuộc sống có những khoảnh khắc tình thương cô bác ơi, cá sống nhờ nước, chim sống nhờ cây, con sống cho tình thương cô bác. Tình thương cô bác ơi, không đi qua và đi lại. Về đâu là tóc xòa bên rèm, lâu vắng không người sang kiếm tin. Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng lá rơi thêm. Lâu vắng không người sang khép kín, nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe tiếng. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe chúng tôi trà tấn lỗ tai. Quay luôn mà đọc. Anh nhớ ra nữa. Quay nữa. Rồi, mọi người ráng nha, mọi người ráng để mình làm dấu ha. Ê, cái con nhỏ kia tên gì, con nhỏ và... Trâm. Từ từ đi, từ từ. Đang cho con ăn. Mọi người ra nó đang là con hát toàn ăn cái đi. Trâm. Rồi trước khi làm dấu, chúc tất cả các anh chị rất mừng ha, được các anh chị tới đây những ngày này làm sao mình vui trong Chúa, vui trong anh em ha. Bây giờ chúng ta trước khi ăn chúng ta xin phép làm dấu ha. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Chúa, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có cơ hội rất đặc biệt, chúng con gặp gỡ nhau nơi đây. Và chúng con phải nhìn rằng, chúng con xin dùng trong lời tạ ơn Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Ha! 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 Ha!
Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, anh mới nắm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vời, 20 năm cuối là sao? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vời, 20 năm cuối là bao? Bỏ áo ra. Đâu có lại đó. Bỏ áo ra. Mới sẽ tập.
tầng trời cao, hãy hát lên ca tụng Chúa. Từ nay cứu chung lời khen Chúa yên vinh muôn đời. Vì danh Chúa thần hiền minh, uy phong người vượt trên đất trời. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thần lạy Chúa. Nào chư dân hãy ca tụng Ngài. Chư dân hãy ca tụng Ngài, thần lạy Chúa. Nào chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa xót thương và trương phúc, xin tỏ ra ánh tôn nhan Ngài. Để trên địa cầu thiên hạ nhìn nghiêng, cho chư dân nhớ thương ơn cứu độ. Thành thế ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để chúng ta tạ ơn Chúa. Và chúng ta phải tạ ơn Chúa mỗi ngày, lẽ ra chúng ta phải tạ ơn Chúa như là lời của ta. Để ca tụng Chúa trong thánh lễ, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, đó là những lời cầu xin mà cộng đoàn chúng con thành tâm xin dâng lên Chúa. Xin Chúa đói thương và ban cho chúng con những điều chúng con nguyện xin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành anh chị em. Amen. Nên là xong chúc anh chị em luôn bình an. Chúa. Câu sáng nhé, câu sáng, câu trẻ câu sáng. Cho anh một mình nay một mình nay để cho anh một mình nay một tháng không.
cho mình nước này ngon lắm nha, đây là double chui nè, không phải chip gì đâu, cái này expo lắm mà. Xong rồi ngồi xuống, xong rồi đỡ đầu ngồi xuống. Ha ha ha!